Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tấn xin chia sẻ cái cách mà chúng ta có thể tạo được các cái icon cũng như là các cái hình mà có nền trong suốt dạng vector để đưa vào các tài liệu như Word và PowerPoint để cho làm cái tài liệu của mình được đẹp hơn một cách nhanh chóng mà không phải sử dụng các cái phần mềm và chỉnh sửa hình ảnh. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào, chúng ta cần một cái website để chúng ta lấy các hình mà chúng ta mong muốn. Thì thông thường sẽ tấn vào trong Google và chọn cái trang trang như trên cái đường link ở đây. Đấy, đây là cái trang mà tấn hay lấy hình. Ví dụ bây giờ chúng ta cần lấy một cái hình nào đó, ví dụ như chúng ta cần lấy các cái hình như dạng để mà chúng ta chèn những cái icon vào ấy, để chúng ta lót cái nền cho những cái hình chúng ta đẹp. Đấy, chúng ta gõ từ như này, chúng ta chọn một cái mà chúng ta mong muốn. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta chọn cái hình nào đó đi, ví dụ như cái hình này chẳng hạn, chúng ta chọn một cái hình này đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn lưu hình ảnh thành. Rồi chúng ta sẽ lưu ở đâu đó, ở vào một cái desktop, ví dụ như vậy, lưu vào desktop. Thì sau khi lưu xong, chúng ta bật một cửa sổ thứ hai. Và bật cửa sổ thứ hai thì các bạn vào cái trang là remove background. Đấy, remove background, cái trang này. Rồi chúng ta sẽ upload cái hình mà chúng ta muốn lọc nền đi. Chúng ta up cái nền nó lên. Lúc này chúng ta lưu cái hình ở đâu thì bây giờ chúng ta sẽ up cái hình nó lên ha. À, ví dụ như chúng ta up cái hình này chúng ta vừa tải xong lên đây, thì website này sẽ tự động lọc nền cho chúng ta. Rồi, thì sau đó chúng ta sẽ download cái này về. Như vậy là chúng ta đã load được cái hình của chúng ta về rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ mở xem được cái hình chúng ta dạng trong suốt như thế nào ha. Rồi, bây giờ chúng ta thử chèn cái hình chúng ta vừa lấy xong. Chúng ta vào Insert, chọn Picture. Và đây là cái hình mà chúng ta đã lọc nền hồi nãy xong. Chúng ta sẽ crop lại cho nó nhỏ bớt. Bây giờ chúng ta sẽ gõ một chữ nhé, hình nền. Bây giờ ví dụ như ta chọn ở đây là nằm này, hoặc là nằm dưới nền đi. Thì gần như là cái nền của chúng ta đây nó sẽ trong suốt đó các bạn, nó sẽ trong suốt. Đây, các bạn thấy nó trong suốt này, nó không hề đè lên cái chữ của chúng ta ha. Và dẫn tới là chúng ta sẽ tạo được một cái nền phía dưới cùng cái icon mà mình muốn. À, ví dụ như vậy, đó là cái hình nền chúng ta nó trong này, nó sẽ không có đè ha, nó mất cái màu trắng, hình chúng ta sẽ mất cái vector đi. Đó, thì đó là Tấn đã chia sẻ về một cái website để lấy hình và một cái website mà dùng để chúng ta có thể lọc được cái nền của một cái hình bất kỳ mà chúng ta mong muốn. Nói lại, đây là cái trang này là remove background. Thì vào cái trang này chúng ta có thể lót được. Và chúng ta muốn lót chế độ HD ấy, thì ở đây chúng ta phải mua bản quyền này. Nhưng mà thông thường chúng ta lót chế độ này là đủ hàng tài liệu rồi. Đấy. Rồi, tôi xin dừng sự chia sẻ ở đây. Chúc các bạn thành công.